Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang thông tin cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Tầm nhìn đến năm 2030, để sớm đạt được các mục tiêu đề ra, huyện Mường Nhé đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung tuyên truyền, triển khai hiệu quả nội dung đề án. Đây là không khí buổi ra mắt điểm truy cập Internet công cộng phục vụ đề án 06 huyện Mường Nhé, tổ chức tại hai bản Nậm Mì và bản Huệ Lếch, xã Huệ Lếch, đã thu hút khá đông đảo người dân tham gia với niềm háo hức được tiếp cận với những điều mới mẻ. Tại đây, người dân được lực lượng công an trực tiếp hướng dẫn thao tác từng bước trên máy tính xách tay hoặc thiết bị điện thoại thông minh của cá nhân để thực hiện các thao tác của quá trình sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp người dân còn khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng sẽ được lực lượng công an hướng dẫn và giải đáp chi tiết cụ thể để nhân dân có thể dễ dàng đăng ký sử dụng tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đối với người dân vùng cao, khái niệm về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến còn khá xa lạ, mới mẻ. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ hướng dẫn tuyên truyền, họ đã nhận ra sự tiện ích của việc chuyển đổi số, xác thực định danh điện tử. Thông qua mạng Internet, người dân bất kể là ai, ở đâu, điều kiện kinh tế như thế nào cũng có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ số để giải quyết các thủ tục hành chính thiết yếu, tiết kiệm kinh phí và hạn chế tối đa việc đi lại cho nhân dân. Em đã làm qua, thao tác qua thì dịch vụ này rất là dễ cho bà con mình làm ăn xa, kiểu như làm ăn xa hay là dùng tiện lợi cho bản thân mình hơn. Ví dụ như mình đi chỗ nào đấy thì mình cũng có thể là không đi khai báo ở trên xá được ấy, thì mình cũng có thể khai báo trong điện thoại là mình đã đi làm ăn xa hay như nào đó, thì chắc là người trong xá sẽ giúp mình lưu cái đấy để mình đi làm ăn xa, mình không để phải khai báo ở trên xá nữa, thì rất là tiện lợi cho mình. Trong bản thân em là em cũng rất là vinh dự là được nhà nước tặng cái này thì cũng rất là vui. Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện đề án 06 của huyện, ngay sau khi có kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, Công an huyện Mường Nhé đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện thành lập Ban chỉ đạo đề án 06 cấp huyện, kiện toàn tổ công tác thực hiện đề án, xây dựng quy chế hoạt động của tổ công tác, tổ giúp việc và tham mưu xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, các tổ chức đoàn thể huyện tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cư trú trên địa bàn huyện từ đủ 14 tuổi trở lên đi làm thủ tục cấp mã số định danh điện tử và căn cước công dân gắn chip. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác triển khai thực hiện đề án 06 tại cơ sở. Đồng thời, triển khai lắp đặt các điểm truy cập Internet công cộng tại các điểm bản vùng sâu, vùng xa, khó khăn để người dân được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện các mục tiêu của đề án. Để mà người dân tiếp cận được các dịch vụ, hiểu được các dịch vụ công, thì công an huyện đã triển khai tổng điều tra cơ bản, rà soát tất cả các bản của xã Hội Lách. Trên cơ sở đó, chúng tôi lựa chọn cái điểm thuận lợi nhất việc mà có sóng điện thoại, có điện lưới để lắp đặt cái tham mưu cho huyện triển khai lắp đặt điểm truy cập dịch vụ Internet miễn phí công cộng để cho người dân thao tác thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến. Qua đó là từng bước nâng cao cái nhận thức và góp phần vào công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu và thực hiện được dịch vụ công trực tuyến, từng bước phấn đấu đạt được mục tiêu của đề án 06 đã đề ra. Xã Mường Nhé được huyện chọn làm điểm trong toàn huyện về việc thực hiện đề án 06. Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Công an huyện thành lập các tổ công tác xuống các bản, tổ chức tổng rà soát dân cư để thống kê số người chưa làm căn cước công dân, định danh điện tử, số người thiếu chứng minh nhân dân, số điện thoại di động cá nhân, thực trạng sử dụng điện thoại thông minh. Kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân đi làm định danh điện tử, căn cước công dân, tổ chức họp dân để tuyên truyền vận động về tiện ích của căn cước công dân, định danh điện tử và đề án 06,
kết hợp thống nhất lịch cấp định danh điện tử, căn cước công dân tại xã cho các bản, để công an huyện bố trí thiết bị, phương tiện đến xã làm thủ tục cấp cho công dân. Nhận được kế hoạch ban hành của Ủy ban nhân huyện về triển khai thực hiện đề án 06, thì đối với cấp xã cũng đã thành lập, thứ nhất là thành lập quyết định tổ công tác, rồi ra kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đến các cơ sở. Còn đối với cơ sở thì có tổ công tác công nghệ thông tin cộng đồng, thì trực tiếp là tổ trưởng là chủ tịch ủy ban xã. Với mục tiêu tổng quát của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Sau một thời gian ngắn triển khai, huyện Mường Nhé đã thu nhận gần 29.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, thu nhận trên 3.000 hồ sơ định danh điện tử cho công dân, tiếp nhận và trả trên 28.000 căn cước công dân, tổ chức hướng dẫn công dân tạo hơn 500 tài khoản dịch vụ công trực tuyến để người dân thực hiện các thủ tục hành chính công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chúng tôi sắp tới sẽ tiến hành thành lập tổ công nghệ thông tin tại cộng đồng, tại các bản luôn, lựa chọn những người có người trẻ am hiểu được kỹ năng công nghệ thông tin để trực tiếp hướng dẫn và thay thế dần dần sau này tự bản thân, tự người dân bản hướng dẫn cho nhau trong cái việc thực hiện dịch vụ công với dưới cái sự hỗ trợ về máy móc, trang thiết bị như cái điểm in truy cập internet công cộng mà chúng tôi đã đặt ở đây. Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu khả quan, nhiều người dân đã nắm và hiểu những tiện ích quyền lợi được hưởng khi thực hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc hoàn thành các mục tiêu đề án 06 tại huyện Mường Nhé vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp trụ sở cơ quan hành chính các cấp để thực hiện các thủ tục hành chính. Do vậy, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính còn thấp. Trình độ, nhận thức, điều kiện của người dân về công nghệ thông tin hiện nay, nhất là địa bàn vùng xa, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo đề án 06 huyện Mường Nhé quán triệt, chỉ đạo các cấp, các tổ công tác của đề án tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ số để giải quyết các thủ tục hành chính thiết yếu, nhằm tiết kiệm chi phí và hạn chế tối đa việc đi lại cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác thông tin tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mường Nhé đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Mường Nhé là huyện miền núi biên giới, có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông lâm nghiệp, điều kiện kinh tế xã hội của huyện còn khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế. Trong thời gian vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mường Nhé thường xuyên tổ chức thông tin phổ biến pháp luật tới người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, hướng tới những đối tượng khác nhau, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động phối hợp của các cơ quan hữu quan trên địa bàn, áp dụng các biện pháp thiết thực để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nền nếp, góp phần tích cực có hiệu quả vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Nhân tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mường Nhé đã ban hành kế hoạch và tiến hành tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy trên địa bàn xã, tại địa bàn xã Trung Chảy. Và cái việc này cũng đã phối hợp, Viện Kiểm sát đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý và đồn biên phòng và công an xã, đồn biên phòng Lê Xu Xìn và công an xã Trung Chảy để phối hợp tuyên truyền, nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn xã Trung Chảy.
thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chương trình công tác tuyên truyền của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên. Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua chức năng nhiệm vụ của ngành, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án, lựa chọn, xác định những vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng dư luận xã hội, quan tâm để xác định là án trọng điểm, xét xử rút kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đã tuyên truyền được 4 buổi lồng ghép với xét xử lưu động tại xã Mường Tong, Nậm Vì, Trung Chải, với trên 270 lượt người nghe, kết hợp trực tiếp kiểm sát án treo và phát quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Tong, Hủy Lách, tổng trị giá 8 triệu đồng. Thông qua các phiên tòa xét xử lưu động, các cuộc trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự, trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, các kiểm sát viên đã phát tờ rơi, tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng bản về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn các xã của huyện Mường Nhé. Hôm nay là cũng thế là cái chương trình của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mường Nhé chúng ta ấy, thế là nó tuyên truyền ở trên địa bàn xã, nói riêng là địa bàn huyện Mường Nhé mình. Thế thì tôi thấy đơn vị cơ quan Viện Kiểm sát ấy, huyện Mường Nhé thì hôm nay có cái tuyên truyền một lần trên mạng hay là tuyên truyền trực tiếp với bà con bằng lời và để nói lên cái tác hại của ma túy. Thế thì tôi nắm được một chút kiến thức và cũng là một chút tác hại của ma túy. Thì từ nay về sau thì tôi là người già về bản xã tuyên truyền với bà con và các cháu sau này không nên sử dụng ma túy, tàng trữ buôn bán thuốc phiện ở trong gia đình và ngoài xã hội. Bên cạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mường Nhé đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức các chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến với nhân dân địa phương, nhất là người dân tộc thiểu số, đoàn viên, thanh niên. Với mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định của Hiến pháp năm 2013, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi ích của người dân, các văn bản quy phạm pháp luật khác về hình sự, đất đai, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, lao động, xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng phải nhờ đến các cấp trên tuyên truyền vào cái tư duy nhận thức của người dân để thay đổi cách sống, bỏ được cái thuốc phiện này thì mới có thể phát triển được kinh tế được. Em thì cũng nhiều lần đề xuất với xã là tăng cường cái công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đặc biệt là tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Mường Nhé. Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mường Nhé tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trong năm 2022, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành kiểm sát nhân dân, góp phần giúp người dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang thông tin cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và tạm biệt.